Xin chào mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Một chút thay đổi cho background đằng sau để có thể đón không khí Tết. Và hôm nay thì mình trở lại với một video review về laptop. Laptop mỏng, nhẹ và đẹp thì luôn là tiêu chí đầu tiên đối với cá nhân mình khi tìm kiếm một mẫu laptop Ultrabook. Và với phiên bản mới nhất của Acer Swift 5 sử dụng con chip thế hệ thứ 11 và màn hình đa tác vụ thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Điều ấn tượng phải nhắc đến đầu tiên đó chính là màn hình. Màn hình này thì là màn hình gương và có kính cường lực. Đây là một trong số ít những mẫu laptop được phủ kính cường lực, đồng nghĩa với việc là chiếc màn hình này có khả năng chống trầy xước rất là cao. Cảm ứng đa điểm khá là nhạy, thế nên là điều này rất là cần thiết đối với những người như mình. Màn hình sẽ là màn hình 14 inch được thiết kế tràn viền, ba cạnh viền siêu mỏng. Tỷ lệ màn hình so với máy chiếm đến 90%, thế nên là sẽ cho cảm giác khi làm việc này, xem phim hay là mọi người giải trí nhìn vào sẽ cho góc nhìn rộng hơn, có cảm giác thích mắt hơn rất là nhiều. Màn hình này thì sẽ là màn hình Full HD tấm nền IPS, độ sáng là 340 nits, độ bao phủ màu sắc lên tới 100% sRGB cho trải nghiệm hình ảnh khá là chân thực và sắc nét. Và nếu bạn nào có làm về đồ họa này, Photoshop, edit video hay là làm việc trong môi trường ánh sáng cao thì cũng không cần quá lo lắng về sai lệch màu nhiều lắm. Cạnh trên thì vẫn được Acer trang bị webcam và điều đang nói ở đây là Acer Swift 5 có đến 2 micro để cho các bạn có thể đàm thoại qua hệ thống âm thanh stereo. Với tính năng này thì trong các buổi họp online này hay là video call hay là đàm thoại cũng cho các bạn trải nghiệm âm thanh rõ nét hơn, lọc bớt các tiếng ồn và sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Và với độ mỏng chỉ là 14,95mm, cân nặng là 1,04kg, các bạn hoàn toàn có thể cầm Acer bằng một tay cực kỳ dễ dàng. Acer sử dụng chất liệu là hợp kim magie lithium, đây sẽ là dạng hợp kim cao cấp và màu vàng vô cùng sang trọng. Chất liệu này sẽ giúp tăng độ bền của sản phẩm và nhẹ hơn 30% so với hợp kim nhôm thông thường. Với độ mỏng như thế này thì sẽ giúp chiếc laptop 14 inch của chúng ta cảm giác nhỏ như là một chiếc laptop 13 inch vậy. Tổng thể máy thì cực kỳ chắc chắn, khung màn hình, bàn phím không hề bị rung hay là có một chút ọp ẹp nào cả. Thêm vào đó thì Acer còn phủ thêm một lớp ion bạc lên toàn bộ máy và được gia công đặc biệt có tính kháng khuẩn cao để giảm thiểu vi khuẩn và giảm sự phát triển của vi sinh gây mùi này, vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa giúp bảo vệ sức khỏe của người dùng, hạn chế bụi, bám bẩn cũng như là mồ hôi tay lên laptop ít nhất có thể. Nói chung thì về thiết kế này sẽ phù hợp với dân văn phòng, doanh nhân yêu thích sự đơn giản, sang trọng nhưng mà lại có sự chắc chắn và tinh tế về màu sắc. Vì là laptop văn phòng thế nên là tính bảo mật cũng được Acer coi trọng rất là cao khi mà cảm biến vân tay một chạm được trang bị ngay phía dưới phần bàn phím. Mở máy ra chúng ta sẽ có bản lề dạng nâng được đặt đối xứng ở hai bên, giúp thao tác khi mà các bạn sử dụng gõ văn bản hay là nhìn vào màn hình thoải mái hơn. Cạnh viền ở dưới thì hơi dày một chút, thế nhưng mà vì là bản lề dạng nâng thế nên là khi các bạn mở ra sẽ có cảm giác là bốn cạnh viền màn hình trông mỏng như nhau. Vì chất lượng hoàn thiện khá là tốt thế nên là các bạn sẽ phải dùng hai tay để có thể mở chiếc bản lề này ra nhé. Trừ xuống dưới phần bàn phím thì bình thường những mẫu laptop mỏng nhẹ các bạn sẽ phải hy sinh cảm giác gõ phím khá là nhiều. Thế nhưng đối với Swift 5 thì cảm giác gõ phím đối với mình khá thích, mặc dù là hành trình phím không quá sâu nhưng mà layout phím hợp lý, sẽ không lo là bị bấm nhầm phím và nếu sử dụng một thời gian dài thì chắc là chắn các bạn sẽ quen với việc bàn phím này. Acer thì vẫn trang bị đèn nền để bàn phím để cho các bạn có thể sử dụng được đối với điều kiện thiếu sáng. Về touchpad thì cảm giác tracking tốt, nhạy và chính xác, G2 hay 3 ngón đều có tốc độ phản hồi rất là nhanh. Về cấu hình thì Acer Swift 5 trang bị Intel Core i5-1135G7 4x8 luôn, RAM 8GB cố định và không thể nâng cấp được, 512GB SSD, đi kèm sẽ là đồ họa Intel Iris Xe Graphics. Acer thì sẽ hướng tới sản phẩm này đối với người dùng là công việc sử dụng văn phòng, content creator với các tác vụ đồ họa cơ bản và nhẹ nhàng. Thêm vào đó thì tổ hợp phím trên bàn phím là Function cộng F sẽ giúp tăng tức thì hiệu năng tản nhiệt lên đến 60%, giúp máy làm việc với các tác vụ nặng hay là render video một cách hiệu quả cũng như là luôn ở trạng thái mát mẻ. Về kết nối thì sẽ là kết nối Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 cho khả năng kết nối nhanh hơn, loại bỏ độ trễ khi mà truy cập Internet. Cổng kết nối thì sẽ gồm có một cổng nguồn, một cổng USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 4, một cổng HDMI, hai cổng USB Type-A. Trong đó thì sẽ có một cổng có thể sạc được điện thoại hoặc là các thiết bị ngoại vi khi máy được gập lại và jack audio combo nữa. Âm thanh cũng được Acer chú trọng khi được trang bị DTS Surround Audio tạo ra không gian âm thanh 3D cực kỳ phù hợp khi xem các phim hoặc là nghe nhạc để giải trí.
Thời lượng pin trên laptop văn phòng cũng không có gì đáng nói khi mà hầu hết sẽ đều sử dụng được 8 tiếng đồng hồ đủ cho một ngày dài làm việc với viên pin 4 cell 40Wh của Acer Swift 5. Và với Thunderbolt 4 và chế độ sạc nhanh, nếu như mà các bạn đang vội thì sẽ chỉ cần sạc tầm 30 phút thôi là có thể sử dụng được lên đến 4 tiếng đồng hồ rồi. Và hiện tại thì với mức giá vô cùng tốt chỉ hơn 24 triệu đồng và chế độ bảo hành Premium Service bảo hành nhanh 3S1 của Acer quá 3 ngày một đổi một thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới mô tả của video để cho mọi người có thể click vào và rước em nó về nhà nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.